xin trân trọng giới thiệu, xin chào nghệ thuật nghệ sĩ Bắc Trường, biên tập sản dựng chương trình, nghệ sĩ Thiên Đạt, âm lê sáng và toàn thể kỳ. Một trong bộ này thật lớn và thật sợ giá. Xin chào buổi trẻ này, xin phép khai mạc được bắt đầu. Rất ảo diều và ảo cháo.
máu cho các em nhỏ. Và các em coi chương trình, các em đứng lên những cái chiều đèn và các em đứng cách xa khoảng 4-5 căn bài các em nhé. Con đang đứng lên những cái chủ đề thì một khi lỡ sẽ được các bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị, từ cho quý vị rất nhiều và rất nhiều trên đôi bàn tay của mình. Đứng lên, em cầm ở đây các em. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho hai em ở Huyên. Chúng ta đi nào, rất dũng cảm. Cầm ở đây các em. Lên sân khấu, cùng chơi trò chơi những trò chơi nào thật ra với nhau và sân khấu. Nhau và sân khấu nói gì thì em cứ làm theo em nhé.
đi ngồi xuống, các em không nên đứng lên. Các em ngồi xuống đi, vì bà con cô bác, ông bà con cô bác ở đây không biết coi được. Em đứng như thế thì mọi người không thể coi được. Em vẫn chưa thấy được em có thể nào ngồi luôn ra đằng sau nữa. Em không nên quá gần sân khấu, vì quá gần sân khấu của em sẽ không coi được. Em nên ngồi xuống đi, em áo trắng nè, em áo đen nè, nghe là không? Ngồi xuống hết đi nào. Em có thể ngồi luôn ra đằng sau nữa thì em coi được. Vì các em đã ngồi gần sân khấu á, nên là em không thể nhìn thấy được. Em ngồi xuống hết đi nhé, vì cho bà con cô bác đằng sau luôn mình coi em nhé. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, lại tiếp nối nữa chương trình nhà thời gian tâm này đem những điều mới mẻ bất ngờ để cho quý vị những phần bình bông hoa rất là tươi đẹp trên sân khấu và sắc hoa. Và sau đây kính mời quý vị và các bạn thân mến, một chào rất là lớn nữa, chào tạm biệt nhà thời gian tâm của quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.